Serie A thời điểm cách đây 2 thập kỷ từng là miền đất hứa cho những siêu sao của bóng đá châu Âu. Đó cũng là nơi đã nuôi dưỡng tài năng của Zlatan Ibrahimovic, từ chỗ là một gương mặt trẻ của Ajax để bước ra ánh sáng trở thành một trong những chân sút khét tiếng nhất mà xứ sở mì ống từng được chứng kiến. Không phải ngẫu nhiên mà truyền thông nước Ý đặt cho tiền đạo người Thụy Điển là quý ngài Scudetto. Bởi lẽ Ibra thời đó giống như một kẻ đi chinh phục các danh hiệu bằng tài năng và sự ngạo nghễ của mình. Ngay ở mùa giải đầu tiên tại Serie A, anh đã lập tức giành Scudetto với Juventus ở mùa giải 2004-2005. Một năm sau vẫn là Ibra và vẫn là Scudetto cho Juventus ở mùa giải 2005-2006. Nhưng scandal Calcio Pioli đã khiến mọi thứ đảo chiều nhanh chóng. Ibra tháo chạy khỏi đội bóng thành Turin và cập bến đội chủ sân Giuseppe Meazza chỉ một năm sau đó ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Trong 3 mùa giải chơi cho Inter, Ibra tiếp tục thể hiện cái duyên giành Scudetto khi anh góp công không nhỏ giúp cho Nerazzurri có 3 chức vô địch Serie A liên tiếp từ 2006 tới 2009 và 2 siêu cúp Ý vào các năm 2006 và 2008. Lúc này khát vọng đang ngày một lớn lên bên trong con người của Ibra. Để là số 1, là người đứng trên đỉnh vinh quang của thế giới thì phải vô địch được Champions League. Đó cũng là nỗi ám ảnh với cá nhân tiền đạo người Thụy Điển trong xuyên suốt sự nghiệp của mình. Và thế là gã du mục một lần nữa quyết định ra đi dù cho mối quan hệ giữa anh và Mourinho đang rất tốt đẹp. Khát khao đó của Ibra tìm đến Barca, một câu lạc bộ được cho là có tiềm năng để giành chức vô địch Champions League ở mùa giải năm đó. Trong cuốn tự truyện nổi tiếng có tên Tôi là Zlatan, Ibrahimovic từng chia sẻ rằng anh đến gặp chủ tịch Inter lúc đó là Massimo Moratti để yêu cầu được chuyển sang Barca và ông trùm dầu mỏ đã đồng ý. Tuy nhiên thực tế không suôn sẻ như Ibra đã tưởng tượng. Moratti là một con cáo già trên thương trường và ông ta làm mọi cách để ngăn thương vụ này xảy ra. Chủ tịch Barca khi đó là Joan Laporta đã đáp chuyến bay riêng đến Milan để ăn tối với người đồng nhiệm Moratti và Marco Branca, giám đốc thể thao của Inter. Dù vậy, mọi quyết định vẫn chưa đi đến hồi kết. Mark Swan, bạn thân của Ibra là người đã đáp chuyến bay sớm đến Barcelona và điều đó lại càng làm anh trở nên nóng ruột. Trong cơn tức giận, tiền đạo người Thụy Điển thậm chí đã gửi một lời nhắn gửi đến Marco Branca với nội dung như sau: Tôi biết người của Barca đang đến nhà Moratti. Ông đã hứa sẽ nói chuyện với họ. Ông cũng biết tôi muốn sang câu lạc bộ đấy. Đừng quậy banh vụ này, hoặc tôi sẽ quậy banh Inter. Lời đe dọa đó của Ibra khiến chủ tịch Moratti không còn cách nào khác và đành để anh gia nhập Barcelona vào tháng 7 năm 2009. Tất nhiên là với một mức giá kỷ lục, 46 triệu euro tiền mặt kèm theo sự phục vụ của Samuel Eto'o. Và như tất cả vẫn thường nói, phần còn lại chính là lịch sử. Điều đáng tiếc là Ibra không phải nhân vật chính trong câu chuyện này. Giai đoạn tại Barca là một chuỗi ngày của sự hổ thẹn, nơi anh trở thành nạn nhân của sự chỉ trích, là tâm điểm của những mâu thuẫn không thể hàn gắn với Pep Guardiola. Trước cái ngày mà Ibra rời thành Milan để chuyển tới Barca, Mourinho đã nói một câu để đời: Cậu nên biết chuyện này, Inter sẽ giành Champions League trước khi cậu chạm tới. Ngay mùa sau thôi, đừng quên nhé. Lời nói của Mourinho như một dự cảm chẳng lành về những thứ sẽ xảy đến với Ibra. Ngày anh đặt chân tới xứ sở đấu bò, truyền thông nước này bùng nổ như một quả bom vậy. Định giá về thương vụ Ibrahimovic thời đó, tiền đạo người Thụy Điển có giá lên tới 66 triệu euro, tức là chỉ thua kém kỷ lục chuyển nhượng lúc bấy giờ là Ricardo Kaká đúng 1 triệu euro. Con số 66 triệu euro được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và với bản tính ngông nghênh thường thấy, Ibra rõ ràng là mục tiêu không thể phù hợp hơn với những tay săn tin. Báo chí Tây Ban Nha những ngày này hầu như chỉ nói về câu chuyện con số. Họ bàn luận và tạo ra một sự kỳ vọng vô hình dành cho Ibra. Anh khởi đầu mùa giải 2009-2010 với việc ghi bàn vào lưới của Gijon ngay trong trận ra mắt. Zlatan vẫn tiếp tục nổ súng đều đặn ở 4 trận sau đó và đi vào lịch sử của đội bóng với tư cách là cầu thủ duy nhất ghi bàn liên tiếp trong 5 trận đầu tiên tại La Liga. Tổng thể sau 15 trận, tiền đạo người Thụy Điển đã ghi tới 11 bàn và có được 4 đường kiến tạo, con số thực sự ấn tượng với tất cả. Dù vậy thì môi trường tại Barca cũng đã bắt đầu nảy sinh những vấn đề với Zlatan. Pep Guardiola trong ngày đầu tiên gặp mặt anh đánh giá là tương đối ổn với một cái đầu chọc lóc cùng bộ vest trịnh trọng. Dù không thể có được cái uy như Mourinho hay Capello vào lúc đó, nhưng cũng không quá tệ. Đấy tất nhiên là trước khi cuộc chiến tranh lạnh nổ ra. Điều đầu tiên Pep Guardiola nói với Zlatan không phải về chiến thuật hay bất cứ thứ gì liên quan đến bóng đá. Này Zlatan, ở đây chúng tôi luôn giữ chân mình trên mặt đất và chúng tôi cũng không lái Ferrari hay Porsche đến sân tập. Chuyện rằng khi đó Barca đang được tài trợ bởi hãng xe Audi nên hầu hết các cầu thủ sẽ lái chiếc ô tô được cấp bởi câu lạc bộ đến sân tập. Ibra có chút nhún nhường sau câu nói của ông thời người Tây Ban Nha. Anh gật đầu và từ bỏ ý tưởng ngồi lên chiếc xe Ferrari mới cứng và phóng đi với tốc độ 200 dặm một giờ. Nhưng những câu hỏi là thứ vẫn luôn thường trực trong đầu Ibra. Môi trường tại Barcelona cũng rất khác. Trong cuốn tự truyện của mình, anh từng miêu tả về đội bóng của Guardiola như thế này: Tôi đã nhận ra Barca giống như một ngôi trường vậy. Mọi cầu thủ đều thân thiện và tôi không gặp bất cứ vấn đề gì với họ. Trong đó còn có Mark Swain, một cặc cứng của tôi thời còn ở Ajax và Inter. Họ nổi tiếng là thế, nhưng không ai cư xử như ngôi sao cả. Messi, Xavi,
Iniesta. Nói chung là toàn bộ đều giống như những học sinh vậy. Pep cứ nói và cả đám đều gật đầu. Tôi chả thể hiểu nổi. Ở Italia, nếu một huấn luyện viên bảo nhảy lên, cầu thủ sẽ hỏi tại sao phải nhảy. Ở Barca, họ cứ thế mà nhảy thôi. Tôi không hợp với phong cách làm việc đậm mùi giáo điều này một chút nào. Nhưng tôi nghĩ, thôi thì chấp nhận và tiếp tục sống như vậy. Mọi thứ cũng không quá tệ. Thế là tôi cố thích nghi, cố tỏ ra thật dễ bào. Đấy là một quyết định hết sức bậy bạ. Raiola, người đại diện và cũng là người bạn thân nhất của tôi đã nói rằng, ơ kìa, mày điên hả Zlatan? Tao không còn nhận ra mày nữa. Và đó cũng là lúc tôi suy nghĩ lại về chính sự hạnh phúc của bản thân mình. Trùng lặp thay ở khoảng thời gian này, Zlatan thi đấu thăng hoa nhất thì cũng là lúc Messi cho thấy những dấu hiệu về việc sa sút phong độ. Theo lời kể của Zlatan, cầu thủ người Argentina đã đến gặp Pep và thẳng thắn đề cập việc bản thân mong muốn chơi ở trung lộ. Pep ngay lập tức gật đầu đồng ý mà chẳng mảy may suy nghĩ đến Zlatan cũng chơi ở cùng vị trí đó. Vào mùa thu năm 2009, huấn luyện viên Pep Guardiola đang ngồi ở hàng ghế đầu xe bus bên cạnh người bạn lâu năm. Điện thoại của ông rung lên báo một tin nhắn với nội dung: em cảm thấy hình như mình không còn quan trọng với đội bóng nữa, cho nên là... Đó là tin nhắn Messi gửi đến Pep khi bấy giờ ngôi sao người Argentina cảm thấy vị trí trong đội hình và tầm ảnh hưởng đến đội bóng bị lung lay bởi sự xuất hiện của Zlatan Ibrahimovic. Khoảng thời gian sau đó, ông thầy người Tây Ban Nha đổi đội hình từ 4-3-3 sang 4-5-1 và Messi chơi ngay sau tiền đạo người Thụy Điển. Mọi vầng hào quang đổ dồn về anh và Ibra tỏ ra không hài lòng. Trong một động thái nhằm cứu vãn sự nghiệp, cựu tiền đạo Inter có đến nói chuyện trực tiếp với Pep Guardiola và cố gắng bày tỏ quan điểm của bản thân về việc mong muốn tiếp tục thi đấu ở vị trí trung phong và nhận được sự hỗ trợ từ các đồng đội. Cuộc hội thoại kết thúc trong cái gật gù và lời hứa sẽ thay đổi của Guardiola. Zlatan ra về trong sự khoái chí và hy vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng điều không ngờ là thậm chí Pep Guardiola đã từ mặt anh kể từ buổi hôm đó. Trên sân cỏ, những màn thể hiện của Ibra ngày càng cho thấy anh xứng đáng đến từng đồng. Tiền đạo người Thụy Điển vẫn ghi bàn đều đặn dù cho đó không phải là những bàn thắng tuyệt phẩm như hồi còn thi đấu tại Italia. Trước Arsenal tại Emirates, khi Barca đang tỏ ra hoàn toàn lấn lướt đội chủ nhà và Ibra thậm chí đã ghi liền hai siêu phẩm để giúp đội bóng xứ Catalan vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-0. Rất nhiều người đã nghĩ về một trận thắng đậm đà cho đại diện đến từ Tây Ban Nha, nhưng bằng một cách nào đó, Ibra đã bị Pep Guardiola thay ra ngoài. Sau đó Arsenal gỡ lại hai đều, và xui xẻo hơn là Ibra gặp phải chấn thương đùi ngay sau trận đấu đó. Suốt 3 tuần ngồi ngoài, ngay cả câu hỏi han cũng không. Đó là lời chia sẻ từ Zlatan cho thấy một thái độ lạnh nhạt ra mặt của ông thầy người Tây Ban Nha. Có lẽ nó xuất phát từ ý tưởng loại bỏ anh ra khỏi đội hình. Ibra với sự ngạo nghễ của mình nhanh chóng trở lại sau đó và góp mặt trong trận đấu quan trọng trước Inter. Pep Guardiola lúc này mới dịu dàng hơn đôi chút. Ông tiến đến hỏi han Ibra về tình hình chấn thương để đưa ra quyết định liệu anh có thể xuất phát trong đội hình chính thức hay không. Ibra sẵn sàng và anh có mặt trong 11 cái tên thi đấu tại Milan hôm đó. Nhưng rồi tiền đạo người Thụy Điển cũng bị thay ra ở phút 60. Barca tử thế đang dẫn 1-0 thua ngược luôn 3-1. Sự phẫn nộ của Ibra lúc này đã lên đến đỉnh điểm. Dù vậy, những lời động viên từ cô vợ Helena và đám trẻ đã giúp anh nhanh chóng định thần trở lại. Và sự hứng khởi tiếp tục diễn ra ở trận lượt về. Lần này Barca ở Camp Nou được yêu cầu phải giành được một trận thắng khác biệt để tiến vào trận chung kết. Mặc dù đã gây sức ép trong xuyên suốt cả trận đấu, thậm chí khi Inter chỉ còn lại 10 người ở những phút cuối cùng, Barca cũng chỉ có thể ghi được bàn thắng duy nhất vào lưới đại diện của Italia. Điều tồi tệ là Pep Guardiola lại coi Ibra như nguồn cơn của thất bại này. Khoảng thời gian sau đó, tiền đạo người Thụy Điển bị loại khỏi kế hoạch của Barca. Trong trận đấu với Villarreal, Ibra chỉ vào sân ở 5 phút cuối cùng. Cơn lôi đình của anh lại trở lại. Ibra tiến đến phòng thay đồ sau trận đấu, gặp mặt gã huấn luyện viên đầu chọc lóc cùng một số cầu thủ đội 1. Trên sàn lúc đó có một cái thùng kim loại để chứa quần áo bẩn. Ibra đã sút văng nó và hét lên: mày là thằng không có bi, mày chỉ là chất thải nếu so với Mourinho, mày đi chết đi. Phản ứng của Pep là thứ khiến tất cả phải bất ngờ. Ông không giải thích, cũng chẳng bày tỏ sự tức giận nào ở trên gương mặt mình cả, chỉ lặng lặng cúi xuống nhặt lại những thứ đã vung vãi ra sàn và bỏ đi. Sự nổi loạn của Ibra sau đó cứ tiếp tục tăng lên theo từng tuần. Anh nhảy lên chiếc Ferrari và phóng một mạch đến trung tâm huấn luyện bất chấp việc phải nộp phạt. Ibra cũng trở lại bản ngã của mình là con nghiện game chính hiệu. Anh về nhà vùi mình vào những trò chơi điện tử và những vỏ lon bia vứt đầy ra sàn. Ibra cảm thấy thoải mái vì điều đó, nhưng những khoảng thời gian trên sân tập với Pep vẫn là cơn ác mộng với anh. Đầu mùa giải 2010-2011, tiền đạo người Thụy Điển bị đem đi cho mượn vì những hiềm khích không thể hàn gắn với huấn luyện viên. Ibra cho biết đó cũng là động lực để anh tiếp tục phát triển và thực hiện kế hoạch trả thù với Pep Guardiola, người đã từng nhận được sự tôn trọng. Nhưng giờ thì điều đó không còn nữa. Còn về phần Guardiola, ông lại cảm ơn tiền đạo người Thụy Điển thay vì chỉ trích anh. Tôi không có gì để nói, không có vấn đề cá nhân nào ở đây. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh ấy vì một năm đóng góp giúp chúng tôi đạt cột mốc 99 điểm ở La Liga. Anh ấy đã chứng tỏ được bản thân mình khi giúp chúng tôi vào đến trận bán kết Champions League. Không có gì để nói thêm nữa.
Dù vậy, với những người trong giới thượng tầng của Barca như chủ tịch Laporta, họ đều cho rằng Ibrahimovic là một trong những bản hợp đồng sai lầm nhất của mình. Trong khi Thánh Gohan cũng không ngần ngại lên tiếng về trường hợp của Zlatan. Ông cho rằng tiền đạo người Thụy Điển sẽ cần học cách chơi trong một hệ thống, đặc biệt với một câu lạc bộ như Barcelona. Khi để mất bóng, tiền đạo sẽ là người đầu tiên phải chạy về. Suy cho cùng, cả Pep và Ibra đều là những nhân vật kiệt xuất của làng bóng đá. Họ là những người đã và đang đem đến những sự thay đổi cho bộ môn thể thao vua. Mối hiềm khích năm xưa giữa họ cũng có thể coi là một phần của lịch sử khi hai cá tính, hai con người đặc biệt va chạm nhau. Sự xung đột trong suy nghĩ là điều không thể tránh khỏi. Pep Guardiola vẫn vĩ đại và Ibra cũng vậy, chỉ là họ không thể vĩ đại cùng nhau mà thôi. Đơn giản là như vậy.